Và lại này nắm quay chậm nha, chứ còn khi mà không quay phim thì làm nhanh lắm. Rồi chúng ta sẽ tiến hành. Rồi đây chúng ta sẽ có một chai đã phân lập F0. Rồi cái này khi xong rồi chúng ta sẽ tiến hành nhấn vào chai cồn để sảnh đốt để. Rồi chúng ta sẽ tiến hành làm cái thứ hai. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Nấm sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cách phân lọc giống nấm rơm. Nấm sẽ quay chi tiết cho mọi người xem cái cách của nấm đang làm. Mỗi người có mỗi cách làm riêng, thì nấm biết cách của nấm làm hay làm thì cũng chia sẻ với mọi người. Đầu tiên thì chúng ta phải khử trùng tay trước khi chúng ta làm các vật dụng bảo hộ trong lao động. Rồi chúng ta sẽ vệ sinh tủ như thế nào thì nó sẽ chia sẻ kỹ cho mọi người. Đầu tiên thì chúng ta lau tủ sạch sẽ. Sau khi lau tủ rồi chúng ta sẽ tiến hành khử trùng vệ sinh tủ bằng cách đốt các cái vật dụng này. Đây, cái đầu này là cái đầu chúng ta cầm. Đây, chúng ta phải khử cho kỹ như thế này. Rồi chúng ta sẽ, nếu như mà có hai người cấy á, thì sẽ có hai đĩa mà đốt tủ, một người đốt này, người đốt bên này, đốt bên này thì đốt nhiều, còn nếu như mà ít á, thì chúng ta sẽ di chuyển. Rồi còn cái này á, là giống nấm rơm. Chúng ta sẽ lựa. Nói chung thì mình cũng không cần mà phải bự to đẹp rồi đâu. Chúng ta lựa cái nấm như thế nào. Thứ nhất, nhìn nó tròn đẹp, nó không bị méo mó. Cái thứ hai, chúng ta nhìn thấy nó cảm giác nó, mình cầm lên nó chắc, nó nặng. Rồi thì là được. Giống đây là giống thằng nông nè. Rồi sau khi mà đốt, rồi chúng ta sẽ đốt ở trên này. Nó quay chậm mọi người coi cho kỹ nha. Rồi chúng ta đốt đường di chuyển. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ vệ sinh cái mấy cái chai thạch này. Chai thạch chúng ta sẽ xịt lúc mà chúng ta hấp. Rồi chia sẻ thêm cho mọi người nè. Đầu tiên này là khi mà chúng ta hấp á, là hấp áp suất. Nấm đang hấp ở 121 độ ở một áp, và thời gian hấp ở này là 45 phút. Cách hấp thì nấm cũng có chia sẻ với mọi người rồi. Hấp tùy vào cái giá thể mà chúng ta có thời gian hấp khác nhau. Ví dụ như lúa hoặc là môi trường nào, giá thể nào mà nó lớn quá thì chúng ta sẽ hấp 60 phút hoặc là 90 phút, 120 phút, tùy vào cái giá thể này. Rồi khi chúng ta hấp thì chúng ta sẽ cố gắng là cột cái dây báo để cho nó bảo vệ cái thành miệng giữa bông và cái chai. Rồi cồn chúng ta đang xịt đây á, tại sao mọi người kêu tôi xịt sao nó không cháy, là tại vì cồn đó là cồn 75 độ nha mọi người. Chúng ta khử khuẩn bằng cồn 75 độ. Rồi giải thích thêm cho mọi người về cái vấn đề về cái môi trường này. Môi trường thạch nấm đang sử dụng là môi trường BDA. Có rất nhiều anh em hỏi, ủa môi trường BDA là sao? Sao mình gọi cái tên đó? Tức là mình gọi tắt của cái tên tiếng Anh á. Ví dụ như BDA thì B là cái kho tay á, hay nấm này học dở tiếng Anh, người ta mình hay đọc là potato. Đấy, lại là cái từ B. Còn D là đường, dextro, đúng không? Rồi A là aga. Đấy, còn ví dụ có môi trường người ta đọc BSA, thì môi trường BSA là B là khoai tây, S là đường, saccharose, A là aga. Đấy, thì cái tên nó là như thế. Rồi sau khi chúng ta xong rồi á, thì chúng ta sẽ tiến hành phân lập. Rồi khi làm xong rồi nè, chúng ta sẽ tiến hành tháo cái giấy chờ cho nó khô một tí nha mọi người, do nó vì nó còn ướt nè, ướt thì mình xé nó sẽ bị rách. Chờ cho cái tủ nó quạt xuống tí xíu là nó khô. Đấy, chúng ta xé nó sẽ tốt hơn. Đấy, mục đích buộc giấy báo để làm gì, nó bảo vệ cái thành này nè.
Rồi, đây. Để cho nó khô mà thôi, nắm làm trước cho mọi người. Đấy, chúng ta sẽ kéo nghiêng ra, đừng có để cái tay. Rồi, kéo này. Đấy. Nó bị rách rồi. Rồi. Này, cái nấm này á thì trước khi làm chúng ta phải lau cồn qua đi. Nãy nấm có chia sẻ rồi, chúng ta cầm nó cảm giác nó chắc chắn thì chúng ta sẽ chọn. Rồi, bây giờ thì những cái dụng cụ này thì đã đốt khử trùng kỹ càng rồi, thì bây giờ chúng ta làm thôi. Không cần phải hơ đỏ trở lại, thì chúng ta đốt 3-4 lần rồi thì nó rất là kỹ. Rồi, cái nấm chúng ta sẽ tiến hành chĩa làm đôi ra. Chĩa làm đôi ra. Rồi, đây. Tùy mọi người có thể là dùng cái banh kẹp á, kẹp thay vì cái tay này. Thì tùy. Sau khi mỗi thao tác thì chúng ta sẽ nhúng vào đèn cồn, chúng ta đốt đi. Chúng ta để ở đây chút tí cho nó cháy hết nó nguội. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái khác là. Cứ vậy thì chúng ta làm liên tục. Rồi, chúng ta sẽ chọn vị trí cắt. Vị trí cắt thì mọi người thường hay cắt ở những cái điểm giáp đầu với đuôi. Đây nè, ngay cái nách đoạn này nè. Đấy, muốn cắt đoạn nào cắt. Rồi, bây giờ nấm sẽ cắt cái khúc này. Tùy có mỗi người có mỗi cái cách cắt khác nhau nha mọi người. Có người thì cắt cái miếng cho to đẹp, còn có người thì cắt mỏng nhỏ, thì đó là kinh nghiệm của mỗi người. Còn nấm thì rồi, chúng ta sẽ tiến hành xây một chiều và hơ cái thành miệng này đi, càng kỹ càng tốt nha mọi người. Chúng ta không đưa vật dụng qua. Chúng ta để rồi, để cho nó nguội cái đầu miệng đang tí xíu đây. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành. Có người thì để thành, có người thì để gọi là để chính giữa. Nấm thì nấm thích để chính giữa. Rồi, chúng ta sẽ hờ lại. Này, nấm quay chậm nha, chứ còn khi mà không quay phim thì làm nhanh lắm. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành. Rồi, đây chúng ta sẽ có một chai đã phân lọc F0. Rồi, cái này khi xong rồi chúng ta sẽ tiến hành nhúng vào chai cồn để sẵn đốt để. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành làm cái thứ hai. Rồi, đây. Cứ thao tác cứ vậy thôi mọi người. Chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng, tình cảm và chi tiết. Rồi, chúng ta sẽ để cho nó nguội. Rồi, khi nguội rồi. Rồi, chúng ta sẽ có chai thứ hai. Rồi, chúng ta sẽ đóng cái nút bơm lại. Tiếp thứ ba thì chúng ta lấy cái mẫu này cũng được. Chúng ta đã rờ cái dao như thế này rồi thì chúng ta sẽ không có dùng nữa vì rờ nó dính ở bề ngoài rồi. Chúng ta cứ bỏ này. Rồi. Sau. Rồi, nắm làm 3 chai thôi nha. Rồi, tiến hành là chúng ta sẽ buộc giấy báo. Sau khi chúng ta phân lập xong thì chúng ta sẽ tiến hành buộc. Này là mục đích là làm cái gì? Bảo vệ cái đầu bông đó. Rồi, xong. Như vậy thì nấm đã thao tác xong về cái quá trình phân lập meo hay gọi là giống vào ngư. Và đây là cái cách làm của nấm. Thì mọi người có cái cách nào hay hơn thì chia sẻ ở bên dưới comment nha mọi người. Rồi, trong quá trình thao tác hay là
chia sẻ cùng mọi người sẽ có sự sai sót, thì có gì sai sót thì mọi người góp ý bên dưới. Nấm cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này, cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng sản phẩm của bên Nấm. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Nấm sẽ kết thúc cái video ở đây nha. Mình cột bột xong rồi thì chúng ta sẽ đem đi nuôi ở nhiệt độ khoảng 35 độ, nó chịu nóng nha mọi người. Rồi, như vậy là xong rồi đây.